Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, do cường độ của khối khí lạnh mạnh nên nhiệt độ ngoài trời ở miền Bắc lúc này khá thấp. Khu vực Trung Du và vùng núi nhiệt độ đang thấp dưới 11 độ. Khu vực Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp dưới 13 độ. Trong ngày hôm nay, thì khối không khí lạnh có cường độ ổn định sau suy yếu dần. Vì thế, miền Bắc nền nhiệt trong sáng nay thì tăng chậm hoặc gần như đi ngang. Mức nhiệt trước 11 giờ sáng nay ở toàn miền Bắc vẫn chỉ từ 12 đến 15 độ. Đến chiều nay, khi khối không khí lạnh yếu đi, nền nhiệt miền Bắc sẽ tăng rõ hơn lên mức từ 14 đến 17 độ. Chỉ riêng hai tỉnh là Lai Châu và Điện Biên là những tỉnh ít chịu tác động của không khí lạnh. Vì thế, trong ngày hôm nay trời tạnh ráo, có nắng về chiều, nền nhiệt ngày hôm nay tăng lên mức từ 25 đến 27 độ. Với miền Trung, ngày hôm nay không khí lạnh vẫn còn dồn xuống, duy trì tình trạng mây nhiều ở suốt một dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Định. Trong đó, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi là những vùng mà trong ngày và đêm hôm nay còn có mưa, mưa rào. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở miền Trung có xu hướng tăng dần từ Bắc vào Nam theo chiều tác động của không khí lạnh. Mức nhiệt ở khu vực Bắc Trung Bộ là Thanh Hóa đến Hà Tĩnh vẫn trong ngưỡng trời rét từ 18 đến 20 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế là từ 21 đến 23 độ. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Định nhiệt độ cao từ 24 đến 27 độ. 28 đến 31 độ là mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận. Không chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh ở phía Bắc nên cả Tây Nguyên và Nam Bộ lúc này đang đón ngày mới với thời tiết tạnh ráo, nắng ngập tràn, cường độ nắng mạnh từ sớm. Báo hiệu hôm nay vẫn là một ngày nhiệt độ tăng cao. Với khu vực Tây Nguyên, ngưỡng nhiệt tiếp tục duy trì trong khoảng từ 31 đến 34 độ, Nam Bộ là từ 34 đến 37 độ. Trên biển, ở khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5 mét, biển động. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, phía tây khu vực Nam Biển Đông, vùng biển phía tây huyện đảo Trường Sa, có gió đông bắc mạnh ở mức cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét. Sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.